Sáng ngày 31 tháng 1, nhằm mùng 10 tháng Giêng, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tưng bừng tổ chức lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển dồi dào. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu cho biết, về khai thác khơi xa, xác định hai ngư trường truyền thống là Trường Sa và Hoàng Sa, nên nhân dân mạnh dạn đóng mới tàu, cải hoán, nâng công suất tàu để ra khơi đánh bắt hải sản. Các tàu công suất lớn bám biển dài ngày, vừa khai thác hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, được thiên nhiên ưu đãi và sự quyết tâm cao của chính quyền, nhân dân đã làm tốt công tác bảo vệ hệ sinh thái gần bờ, tạo điều kiện cho ngư dân khai thác hải sản. Tổng sản lượng khai thác đánh bắt trong năm đạt 20.700 tấn hải sản. Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, chúc ngư dân ra khơi thuận lợi, tàu về đầy ắp cá. Ông đề nghị các ngư dân tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tích cực hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Tại đây, chương trình đã tặng cờ Tổ quốc cho các tàu cá xuất bến ra khơi đầu năm. Đồng thời, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam đã gửi trao tặng 5 phần quà Tết năm 2023 cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Châu, tổng trị giá 2,5 triệu đồng. Sau lễ ra quân, nhiều phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng xuất bến đầu năm. Các tàu cá đang lấy đá, nhiên liệu, lương thực để ra khơi đánh bắt cá. Dự kiến thời gian xuất bến từ mùng 10 tháng Giêng đến qua rằm tháng Giêng, các tàu đi khai thác ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đều xuất bến.